Chị tới đây làm gì nữa? Bộ chị định hại chết anh Nam chị mới vừa lòng hả? Chị có chuyện muốn nói với anh Nam. Còn chuyện gì để nói nữa chứ? Mẹ à, con muốn nói chuyện riêng với Quỳnh. Nam à, dù sao thì cũng cần phải nói rõ hết mà. Mẹ với lại Hạnh ra ngoài một chút được không? Sao? Con à, thôi ra ngoài đi. Đi. Anh chia tay em bởi vì em là con gái của Phi Long hả? Đúng vậy. Vậy tại sao anh lại quen Hạnh? Tại vì khi ở bên Hạnh, anh cảm thấy rất là thoải mái. Anh không phải suy nghĩ nhiều. Cô ấy còn giúp anh đường công danh sự nghiệp ngày càng thành công. Anh đã cực khổ quá nhiều rồi, mệt mỏi lắm. Anh cần có một tương lai. Anh nói dối. Em biết lý do tại sao mà Nam. Em không phải là anh. Em đừng gán ghép cái suy nghĩ của em cho anh được chứ. Anh tính trả thù bằng cách này á hả? Anh làm vậy chỉ khiến Hạnh bị tổn thương. Hạnh là cô gái vô tội mà Nam. Em dẹp những cái suy đoán của em đi. Thời gian sẽ chứng minh cho em thấy anh có làm tổn thương Hạnh hay không. Được. Nếu anh thật sự không còn tình cảm với em, vậy tại sao lúc em gặp nguy hiểm anh lại liều mạng cứu em như vậy? Anh... Rõ ràng dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn là anh Nam của ngày nào. Vẫn là một người lương thiện, không thể trở thành kẻ xấu được. Em hiểu anh mà Nam. Chị nói đúng. Nếu anh Nam không yêu chị thì đã không liều mạng cứu chị như vậy. Mình thật sự không bằng chị ấy. Không thể thay thế hình bóng của chị trong trái tim của anh Nam. Rốt cuộc mình có nên bám lấy anh Nam tới cùng không? Nam à, dù sắp tới không thể ở bên cạnh anh, nhưng xin anh hãy nhớ cho kỹ, em tuyệt đối không buông tay anh. Vì cuộc đời là niềm tin khát khao, vì cuộc đời còn gian khó thăng trầm, ta vươn cao đôi tay ta. Cao.